Chào bạn, hôm nay muốn giới thiệu với các bạn là anh Lê Minh Hồ. Năm nay là anh là hơn 40 tuổi rồi, có gia đình, có con và hồi giờ là anh đang đi làm công cho một cái công ty nước ngoài, Boss của Đức á, các bạn biết không? Và ở vị trí quản lý nữa, với cái độ tuổi hơn 40 mấy tuổi và nhà thì ở Biên Hòa. Tuy nhiên cái khát khao ra khởi nghiệp, cái khát khao ra khi bạn nó rất là mãnh liệt. Và hôm nay các bạn hãy nghe cái câu chuyện của ảnh và các bạn sẽ học được rất là nhiều bài học, nó rất là hữu ích. Thì anh Hồ, có thể là anh sẽ kể sơ anh một chút xíu là về gia đình anh như thế nào, có mấy bé rồi, cái công việc hiện tại anh đang làm, trước đây anh làm thì mức lương nó bao nhiêu, và lý do vì sao anh muốn ra khở nghiệp. Đầu tiên thì cảm ơn thầy Duy cũng đã sắp xếp có cái buổi mà để giới thiệu về mình. Thì mình tên là Lê Minh Hồ. Thì như thầy Duy nói là mình sống ở Biên Hòa. Thì hiện tại mình có hai bé, một đứa thì cũng đã 18 tuổi, học xong phổ thông, một đứa thì bắt đầu vô học lớp 11. Hai bé trai với một người vợ cũng rất là dịu hiền. Mình cũng rất là dành nhiều thời gian với tình cảm cho gia đình. Thì thật ra mình đã đi làm công ở công ty được 22 năm và chính thức là trong tuần này mình nghỉ công việc làm công. Thì mình đã cái kế hoạch nghỉ này thì mình lên kế hoạch từ 5 năm trước và mình cũng đã báo công ty là mình đâu đó ở 2017 mình có cái kế hoạch là làm riêng. Thì tình cờ do một người bạn giới thiệu đến Bi và rất may mắn mình được gặp người thầy đúng như là cái nguyện vọng mình để mình khởi nghiệp, có một sự nghiệp riêng, đó là thầy Nguyễn Thái Duy. Mình rất biết ơn thầy đã dẫn dắt mình bắt đầu một sự nghiệp làm riêng. Thì cái sản phẩm mình thì mình kinh doanh về một số cái sản phẩm liên quan tới là cho những người tiểu đường, những người mà làm công, những người mà muốn ăn kiêng. Dạ, định hỏi anh chỗ này nè, tức là cái trung tâm business thì ở Sài Gòn mà nhà anh thì ở Biên Hòa, cái khoảng cách đó, nó rất là xa. Thì cái mỗi buổi mà anh đi làm về anh chạy đi lên, tức là 4-5 giờ anh rời ở dưới công ty đúng không, anh chạy về lên Sài Gòn anh học, rồi 9 giờ rưỡi tối rồi lại chạy về lại Biên Hòa trong những năm qua. Và những cái lớp học của bây giờ ở Sài Gòn là hầu như anh không có thiếu một lớp nào hết. Vậy thì anh muốn cho mọi người biết là cái khát khao và cái lửa, cái lý do gì mà nó làm cho anh động lực nó như vậy. Thực sự là đi một mình chạy cái xe máy từ Biên Hòa rồi lên đây học, rồi học xong rồi 9 giờ rưỡi 10 giờ đêm rồi một mình chạy về, ở về dưới đó là mình biết rằng là nó đã 11 giờ đêm rồi xong ăn uống xong ngày mai lại đi làm tiếp, cái đó là một cái động lực rất lớn. Cái khát khao nào, khác nào, lý do nào để anh? Thì thực ra mọi việc mình được thấy cái giá mình phải trả. Nếu mà mình làm những cái việc mà giống như hôm nay mình làm giống như là những ngày hôm qua thì chắc chắn ngày mai mình cũng vẫn có được những cái điều mà giống như hôm nay mình được thôi. Thực ra mình đi làm công nhiều năm, mặc dù là cái việc làm ở trong công ty mình được thăng tiến cũng như là được xem xét rất là tốt, nhưng mà mình thấy có cái gì đó nó vẫn là phụ thuộc rất là nhiều và nó cứ đều như một người làm công mỗi năm mà tăng 10% thôi, nó không có cái gì mà thấy mình cần giống như là mình muốn có cái giá trị của mình đóng góp cho cái xã hội, một cái gì đó mà xã hội đang gặp phải. Tại vì bản thân của mình cũng trải nghiệm là về mặt sức khỏe đó, mình cũng muốn là đóng góp cái gì đó mà mình hiểu biết cho những người mà người ta đang quan tâm. Do đó mình muốn có sự nghiệp riêng, còn để mà có sự nghiệp riêng dĩ nhiên mình phải trả giá. Thì trong cái công việc mà làm công đó, mình phải sắp xếp làm sao mình đạt được cái điều mình mong muốn là cái giờ kết thúc với công ty 5 giờ, nhưng mà cái ngày học đó, mình phải sắp xếp làm sao mình làm tốt công việc để mình đàm phán với lại sếp mình, có thể là mình kết thúc công việc ở 3 giờ rồi mình từ Biên Hòa mình chạy đi Long Thành mình làm ngày hôm đó, mình về sớm rồi chạy xuống Sài Gòn, sau đó mình quay về. Mình biết cái này là cái giá phải trả, nhưng mà cái đó là cái ước mơ của mình muốn đạt được, thì cái đó là mình thấy rất là có ý nghĩa. Đúng rồi, vô cùng ý nghĩa. Cái sản phẩm hiện tại á, anh chọn làm là cái sản phẩm gì, anh có thể giới thiệu cho mọi người biết? Thì sản phẩm mình đang chọn là nó liên quan tới cái giải pháp hỗ trợ sức khỏe cho những người mà đang bị tiểu đường, những người mà muốn ăn kiêng giảm béo và những người mà người ta muốn ăn vặt mà chọn sản phẩm tốt sức khỏe. Ví dụ như mình đang có cái sản phẩm về kẹo mè, sản phẩm về kẹo hạt điều, sản phẩm về bánh lứt,
đậu phộng. Tất cả sản phẩm này là công thức riêng của mình mà mình làm được cho những người mà muốn chọn sản phẩm tốt sức khỏe. Mình vẫn chưa rõ lắm, cái sản phẩm của anh thì người tiểu đường dùng hay là ai dùng, cụ thể là những cái khách hàng nào dùng? Những người mà người ta gọi, người ta sau khi đọc những bài chia sẻ của mình trên internet á, trên trong web của mình á, thì ta đang có vấn đề về tiểu đường và cái công thức của mình đó là phục vụ được cho những người tiểu đường rất là tốt mà ta ăn để không bị tăng đường huyết. Tức là cái kẹo mè của anh nó không có cái chất đường trong đó. Nó có, nhưng mà cái đường này là đường dành cho người ăn kiêng và cái lượng đường nó rất rất là ít, vừa đủ để chất dinh, do đó nó rất phù hợp cho những người tiểu đường. Ngoài những cái khách hàng bị tiểu đường thì còn khách hàng nào nữa? Có những khách hàng mà ta muốn giảm cân thì ta ăn cũng được rất là tốt. Thay vì ta ăn cái sản phẩm ngoài thị trường thì cái việc mà kiểm soát cân nặng người ta không đảm bảo, do đó người ta chọn cái sản phẩm của mình là sản phẩm nó tốt cho cái sức khỏe của ta. Và những người ta cũng không bệnh gì nhưng mà ta biết là sản phẩm mà từ thiên nhiên á, thì ta ăn thì nó sẽ lợi sức khỏe, do đó ta cũng tìm đặt mua rất là nhiều. Vậy thì bây giờ nếu mà một khách hàng mà họ lên online, ví dụ khách hàng ở Bắc Cạn đi, ở Túc Mạc phía Bắc á, và họ thấy cái đoạn video này, tại vì đoạn video này được đưa lên YouTube, được đưa lên Facebook, họ thấy họ muốn mua của anh về họ ăn thì họ phải làm sao? Thì nó có nhiều cách, có thể là liên hệ trực tiếp với mình ở số điện thoại 0908 380 167 hoặc là lên cái trang web mình dành riêng cho chủ đề là chế độ ăn kiêng chấm cơm. Chế độ ăn kiêng chấm cơm đó là trang web mình soạn rất là nhiều cái bài chia sẻ mà từ trải nghiệm riêng của mình từ 2007 tới bây giờ 2017 là hơn 10 năm mình không có phải dùng thuốc tây, mình không có bị bệnh bao giờ, do đó cái phần trải nghiệm mình rất là nhiều về cái phần mà ăn uống từ thiên nhiên mình chia sẻ rất là nhiều về đến đó. Rất là tuyệt vời, nghe anh kể là mình thấy nó có một cái gì đó, nó có một cái nguồn lực trong anh, nó có một cái tài sản trong anh rất là tuyệt vời mà khách hàng cần phải trải nghiệm. Vậy thì một người ví dụ như là họ ở Lai Châu đi và họ nghe cái đoạn video này và họ thấy nó hay quá, họ muốn lấy sản phẩm của anh để họ kinh doanh lại thì họ phải làm sao? Thì thật ra nhiều, rất là nhiều người cũng gọi điện và người ta cũng đặt vấn đề là lấy kinh doanh mình đang phân phối ở thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh, thì bây giờ cái việc vận chuyển rất là dễ, do đó mình chuyển một số cái xe mà về các tỉnh á, người ta có thể là dùng theo cá nhân hoặc là người ta có thể phân phối lại theo cái dạng đại lý để người ta phân phối lại, thì cái việc vận chuyển mình chuyển đặt hàng trực tiếp mình rồi mình sẽ sắp xếp vận chuyển chuyển đến từng nơi mà thuận tiện cho cả hai bên. Rất là tuyệt vời. Một Việt kiều nước ngoài mà họ đọc, họ thấy thông tin này, họ làm ở Mỹ, họ làm ở Úc, hoặc thậm chí họ cộng hòa Séc, thậm chí ở Nghe, và họ thấy này và họ muốn mua để họ dùng thì bằng cách nào? Thì hiện tại bây giờ có một số Việt kiều người ta cũng đặt mình với cái dạng như là cái túi sách riêng, người ta có thể mang số lượng nhỏ thì có thể mang về cái nước nước ngoài để người ta có thể sử dụng ở số lượng nhỏ, thì người ta có thể là mang hành trang riêng về được. Chứ còn cái cách nào có thể gọi chuyển phát qua đó được chưa, anh biết được chưa? Thì tương lai mình cũng đang kết nối với là một số cái người mà có cái dịch vụ sẵn để mình gửi, thì sản phẩm thì có sẵn, có cái là dịch vụ, thì nếu mà có nhu cầu mình chắc chắn mình sẽ phục vụ cái dịch vụ đó. Thật sự là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Mình sinh năm 71 thì năm nay là 46 tuổi. Năm nay anh 46 tuổi rồi. Và anh có một cái lời khuyên gì cho những người mà hiện tại đang muốn kinh doanh, đang muốn khởi nghiệp ạ? Thì có nhiều người ta nói là cái tuổi mình cũng khá lớn, do đó cái việc khởi nghiệp nó gặp nhiều khó khăn, mình thấy cũng khó khăn. Nhưng mà thứ nhất là cái ước mơ, giống như mình lên kế hoạch trước 4 năm trước mình báo công ty là mình ra cái nghiệp riêng, cho nó cái ước mơ mình nó phải đủ trái bổng để mình đủ dám thay đổi. Tại cái nhiều người ở tuổi mình ở trong công ty người ta vẫn còn làm đó, mà ta nói tôi cũng muốn, cũng thích giống như anh Hồ đó, nhưng mà thực ra chắc chắn mình nghĩ là 5 năm nữa mình gặp lại những người đó vẫn nằm trong công ty thôi. Do đó cái thứ nhất là cái ước mơ đủ lớn và cái động lực nó đủ lớn. Đó, những ngày mưa ngày gió mình nghĩ là mình phải đi học ở Bi, thì mình đến có mặt ở Bi để mình có cái năng lượng, thì cái đó là một cái mình nghĩ là cái động lực, là cái yếu tố nó quan trọng nhất. Cảm ơn anh đã chia sẻ bằng cả cái tấm lòng của anh. Rất mong là sắp tới qua cái đoạn video này thì sẽ rất là nhiều người sẽ biết đến anh và sẽ ủng hộ anh rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn video này và các bạn nhớ đăng ký ở cái nút của đăng ký của YouTube đó, và sắp tới các bạn sẽ xem rất là nhiều cái câu chuyện khởi nghiệp hay, và thông qua đó bây giờ các bạn muốn liên hệ với anh Hồ thì các bạn lên Google
các bạn search anh Lê Minh Hồ.com hoặc là chế độ ăn kiêng.com. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn thầy Nhi và cảm ơn các bạn.